Thưa các bạn, hàng năm cứ vào thời gian thuận tiện, Hội đồng đội Nữ đoàn 279 Bộ Tư lệnh Công binh khu vực Bắc Ninh lại tổ chức gặp mặt. Tùy từng năm mà địa điểm tổ chức được thay đổi theo yêu cầu của các thành viên. Năm nay, năm 2023, được tổ chức tại nhà anh Điểu ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, nơi mà cách đây 40 năm đơn vị đóng quân. Tại nơi này, những năm đầu của thập kỷ 80 thế kỷ trước, các anh còn đương nhiệm, mọi người mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Giờ đây các anh đã về với đời thường. Những phút giây gặp mặt đồng đội cũ rất quý báu. Hôm nay về người còn người mất đã mang lại cho buổi gặp mặt thật đầm ấm, trân trọng. Rồi ngày mai lại chia tay mỗi người một việc. Mỗi người mang về cho mình những ký ức cuộc sống riêng chung. Qua buổi gặp mặt này, chúng ta hãy chúc cho nhau sức khỏe, cuộc sống bình an và nhiều niềm vui. Hãy trân trọng quá khứ và bằng lòng với hiện tại để cuộc sống luôn tươi vui và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn anh Sơn đã thay mặt cho Ban Liên lạc Hội đồng đội Nữ đoàn 279 từ Hà Nội về dự với buổi gặp mặt. Anh đã chia sẻ nhiều thông tin của nữ đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển. Những hoạt động của hội đồng đội khu vực Hà Nội. Cảm ơn sự quan tâm của hội đã giúp đỡ chúng tôi để những hoạt động gặp mặt đồng đội được duy trì đều và luôn đổi mới. Xin cảm ơn Ban Liên lạc Hội đồng đội 279 khu vực Bắc Ninh, anh Khanh, anh Chính, anh Điểu và các anh khác đã thay nhau duy trì nề nếp sinh hoạt được đều đặn hàng năm và những hoạt động thăm viếng của các thành viên trong hội. Hàng năm hội cũng được tiếp nhận thêm các thành viên mới. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hội ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui cho các hội viên. Cảm ơn gia đình anh Điểu đã tạo điều kiện giúp đỡ cho buổi gặp mặt của hội được đầy đủ và chu đáo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. À, chúc mừng cuộc gặp gỡ đây, chúc mừng gặp gỡ đâu đây. Cuộc gặp mặt hội đồng đội được công minh tháng 8 khu vực Bắc Ninh tháng 3 năm 2023. Xin chúc mừng nâng lên. Anh là người dân, 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 anh là người dân